Kính thưa quý Phật tử và các bạn, tâm Bồ Đề rất quan trọng đối với người đệ tử Phật. Trên lộ trình tu học Phật Pháp, nếu thiếu tâm Bồ Đề, người hành giả không thể tu thành Phật được. Để việc phát tâm Bồ Đề được chân thật và lợi ích, Chùa Ba Vàng xin khuyến thỉnh quý Phật tử và các bạn tu tập chương trình Khuyến Phát Tâm Bồ Đề. Qua sự tu tập này, quý Phật tử và các bạn sẽ hiểu rõ hơn về công hạnh Bồ Đề của chư Phật, chư Bồ Tát. Từ đó, dũng mãnh phát tâm nguyện Bồ Đề, tinh tấn thực hành công hạnh Bồ Đề cho đến ngày thành tựu vô thượng Bồ Đề. Chương trình tu tập diễn ra trong 4 ngày, từ ngày 16 tháng 6 đến ngày 19 tháng 6 năm Nhâm Dần, tức ngày 14 tháng 7 đến ngày 17 tháng 7 năm 2022. Hôm nay, ngày 18 tháng 6 năm Nhâm Dần, tức ngày 16 tháng 7 năm 2022, là thời khóa tụng kinh trong chương trình tu Khuyến Phát Tâm Bồ Đề. Giờ này đã chuẩn bị đến thời gian diễn ra thời khóa, xin mời toàn thể quý Phật tử cùng gia đình đồng khởi thân chắp tay trang nghiêm để cung đón chư tôn Đức Tăng Ni Quang Lâm tác lễ. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, kính bạch chư tôn Đức Tăng Ni. Giờ này, đạo tràng chúng con đã ổn định và trang nghiêm. Chúng con một lòng thành kính cung thỉnh chư tôn Đức Tăng Ni Quang Lâm Đại Hùng Bảo Điện tác lễ tụng kinh để hàng Phật tử chúng con được tự hưởng ân đức từ nơi Tam Bảo. Thỉnh toàn thể đại chúng đồng niệm hồng danh Phật để cung đón quý Ngài. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phương diện
Phương giới cúng dường nhất thiết Phật, tôn pháp chư Bồ Tát vô biên thanh văn chúng cập nhất thiết thánh hiền, duyên khởi quang minh đài xưng tinh tạng Phật sự phổ huân chư chúng sinh, giải phát Bồ Đề tâm viễn ly chư vọng nghiệp viên thành vô thượng đạo. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Thập Phương Pháp Giới Thường Trụ Tam Bảo Tác Đại Chứng Minh. Chúng con nương oai lực Bồ Đề của mười phương chư Phật, bạch thỉnh hết thảy chư Bồ Tát cùng chư Thánh Hiền Tăng, theo hành nguyện của các ngài quang giáng nơi Pháp hội, chứng minh và gia hộ cho chúng con. Cùng nương oai lực của Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, bạch thỉnh hết thảy chư chúng đã phát tâm Bồ Đề, chư Thiên, chư Thần đồng nhau làm hộ Pháp, hết thảy chúng quỷ thần vì lợi ích của mình, khởi tâm hoan hỷ, tinh tấn hộ trì, nương oai lực Phật vân tập về nơi Pháp hội hôm nay theo sự thỉnh cầu của chúng con và gia hộ cho chúng con. Kính bạch Đức Thế Tôn, chúng con từng nghe trong Kinh Hoa Nghiêm ngài dạy rằng, muốn thấy thập phương tất cả Phật, muốn ban vô tận công đức tạng, muốn diệt chúng sinh tất cả khổ, phải nên mau phát Bồ Đề tâm. Qua sự giáo dưỡng của trên Sư Phụ, chúng con biết rằng tâm Bồ Đề là vô cùng quan trọng đối với người tu Phật, là tâm đại bi vì cầu Phật quả chẳng tiếc thân mạng. Vì hóa độ chúng sinh trong khắp cát cõi mà dẫn thân, dâng hiến cả mẫu thịt của mình. Nếu làm các việc thiện mà không hồi hướng công đức ấy đến quả vị Bồ Đề, thì công đức làm các việc thiện ấy sẽ dẫn chúng sinh trong luân hồi sinh tử. Nếu tu Phật mà không phát được đại nguyện Bồ Đề thì không thể tu hành chứng thành Phật quả. Duyên nay, ngày 18 tháng 6 năm Nhâm Dần, Tăng Ni Phật tử Chùa Ba Vàng chúng con vâng theo sự chỉ dạy trên Sư Phụ, đối trước mười phương thường trụ Tam Bảo, dâng nén tâm hương chí thành phát nguyện tu tập theo chương trình khuyến phát Bồ Đề tâm, đảnh lễ hành nguyện Bồ Đề của mười phương chư Phật cùng chư Đại Bồ Tát, cũng như gieo duyên lành giúp cho chúng sinh hiểu rõ lợi ích mà hoan hỷ chí thành phát tâm Bồ Đề. Ngưỡng nguyện Tam Bảo thường trụ ở khắp mười phương, từ bi quan gián đạo tràng chứng minh gia hộ, cho lời khấn nguyện của chúng con sớm được thành tựu viên mãn. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát, Nam mô Thường Gia Hộ Bồ Tát Ma Ha Tát. Chư Phật Bồ Tát ơi, từ
bi vô lượng ơi, thương xót chúng sinh ơi, phát nguyện Bồ Đề ơi, A Tăng Kỳ Kiếm ơi, ở các cõi giới ơi, chẳng tiếng thân mà giới ơi, tính tân nhận nhục ơi, thiện định trí tuệ ơi, dùng mọi phương tiện ơi, chuyển tái Phật Pháp ơi, khai ngộ độ chí thành đảnh lễ, chí tâm đảnh lễ ơi, phát nguyện Bồ Đề ơi, của mười phương ba đời hết thầy chư Phật. Chí tâm đảnh lễ ơi, phát nguyện Bồ Đề của mười phương ba đời, hết thầy chư Bồ Tát. Chí tâm đảnh lễ ơi, Quan Thế Âm Bồ Tát. Chí tâm đảnh lễ ơi, Đại Thế Chí Bồ Tát. Chí tâm đảnh lễ ơi, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Chí tâm đảnh lễ ơi, Phổ Hiền Vương Bồ Tát. Chí tâm đảnh lễ ơi, Văn
thù giữa lời Bồ Tát. Bài kinh Phán Tâm Bồ Đề. Bổn nhân thù thắng đầy đủ, tôi nghe như vậy. Một thời Đức Phật trú tại khu vườn rừng Kỳ Đà Cấm Cô Đồng, nơi tinh xá Tu Đạt Đa thuộc nước xá về cùng với 500 đại tỳ khưu tăng hội đủ việc. Một là hoặc có thế giới, có
chốn khổ não, hoặc có thế giới không có khổ não, không có nơi chốn khổ não. Bồ Tát phát nguyện vãng sinh trong ấy, hoặc thấy người khác thọ khổ, xem như mình thọ khổ, sinh tâm từ bi phá trừ sự khổ ấy. Hay là sinh trong địa ngục, thấy người thọ khổ, xem như mình thọ khổ, cũng sinh tâm từ phá trừ các khổ ấy. Ba là sinh trong ngã quỷ, thấy chúng sinh thọ khổ như mình, tự thọ cũng sinh tâm từ bi phá trừ mọi khổ ấy. Bốn là sinh trong súc sinh, hoặc thấy thọ khổ như thân mình, thọ khổ cũng sinh tâm từ bi đoạn trừ sự khổ ấy. Tâm từ đầy đủ lại có ba bậc là thượng trung hạ bậc, thượng lại có bốn việc: một là quán sinh từ khổ, hai là tu tâm từ bi không có bắt đầu hay chấm dứt, ba là tâm tánh mạnh mẽ, bốn là được tâm trí tuệ tôn giả ưu ba ly. Và đại chúng nghe Phật giảng nói xong liền hoan hỷ, đảnh lễ đi nhiều quanh Phật rồi lui nhã ra. Xin thỉnh chư tăng và đại chúng quỳ gối để phát nguyện. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính lạy Tam Bảo thường trụ ở khắp mười phương. Kính lạy Tam Bảo thường trụ ở khắp mười phương. Đệ tử chúng con xin nguyện nương theo hành nguyện Bồ Đề. Đệ tử chúng con xin nguyện nương theo hành nguyện Bồ Đề. Của chư Phật chư Bồ Tát. Của chư Phật chư Bồ Tát. Trên sư phụ cùng đại tăng chùa Ba Vàng. Trên sư phụ cùng đại tăng chùa Ba Vàng. Chúng con xin phát nguyện thực hành công hạnh. Chúng con xin phát nguyện thực hành công hạnh. Phát tâm Bồ Đề. Phát tâm Bồ Đề. Hộ trì Tam Bảo. Hộ trì Tam Bảo. Chuyển tải Phật pháp. Chuyển tải Phật pháp. Rộng khắp thế gian. Rộng khắp thế gian. Phát tâm Bồ Đề. Phát tâm Bồ Đề. Hộ trì Tam Bảo. Hộ trì Tam Bảo. Chuyển tải Phật pháp. Chuyển tải Phật pháp. Rộng khắp thế gian. Rộng khắp thế gian. Phát tâm Bồ Đề. Phát tâm Bồ Đề. Hộ trì Tam Bảo. Hộ trì Tam Bảo. Chuyển tải Phật pháp. Chuyển tải Phật pháp. Rộng khắp thế gian. Rộng khắp thế gian. Chúng con nguyện hồi hướng cho chính pháp của Phật được tuyên dương, được hưng thịnh. Chúng con nguyện hồi hướng cho chính pháp của Phật được tuyên dương, được hưng thịnh. Chúng con nguyện hồi hướng cho chính pháp của Phật được tuyên dương, được hưng thịnh. Chúng con nguyện hồi hướng cho chính pháp của Phật được tuyên dương, được hưng thịnh. Chúng con nguyện hồi hướng cho chính pháp của Phật được tuyên dương, được hưng thịnh. Chúng con nguyện hồi hướng cho chính pháp của Phật được tuyên dương, được hưng thịnh. Phục nguyện. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Tam Bảo chứng minh oai thần hồ niệm, Bồ Tát Thánh Tăng Phạm Vương Đế Thích, Tứ Thiên Vương Chúng, Thiên Long Bát Bộ, Hộ Pháp Thần Vương, Nhất Thiết Thiền Thần, Thủy Từ ủng hộ. Chúng con nguyện đem công đức tu tập lục hòa cầu đào Bồ Đề trên sư phụ cùng tăng ni Phật tử chùa Ba Vàng, cùng công đức tu tập ngày hôm nay, hồi hướng cho chính pháp của Phật được tuyên dương, mãi trường tồn ở thế gian. Nguyện cầu bậc thánh sớm xuất hiện nơi đời, dẫn dắt chúng sinh nương tựa Tam Bảo, phát tâm Bồ Đề, hành các công hạnh, cầu vô thượng đạo.
nguyện cho hạt giống Bồ đề trong tâm của hết thảy chúng sinh được nảy mầm, tăng trưởng, đời đời kiếp kiếp sinh ra nơi đâu cũng gặp bậc minh sư hướng dẫn phát tâm điệu. Cũng gặp bậc minh sư hướng dẫn phát Bồ đề tâm nguyện, hành Bồ đề hành cho đến ngày thành tựu Phật quả. Nguyện cho tăng ni chùa Ba Vàng chúng con được thuần duyên tu tập hoằng pháp độ sinh, giúp cho người người đều được an vui hạnh phúc, muôn loài chúng sinh phát khởi thiền tâm tu theo chính pháp của Phật. Nguyện cho cha mẹ hiện đời của tăng ni Phật tử chùa Ba Vàng chúng con được tăng long phúc thọ, cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp được siêu sinh cảnh giới an lành, gặp tam bảo tu hành mau thoát khổ. Nguyện cho các Phật tử, các thiện nam tín nữ và tất cả những ai đang tu tập hướng tâm tùy hỷ theo chương trình đều nương công đức này mà phúc lành tăng trưởng, tai ách tật bệnh tiêu trừ, oan khiên oán kết hóa giải, thọ mạng bình an, thiện căn khai phát, hết thảy thiện nguyện đều tùy tâm mà thành tựu, đời đời kiếp kiếp được nương tựa tam bảo tu theo chính pháp, tinh tấn Bồ đề sớm được giác ngộ an vui giải thoát. Hồi hướng cho các nhà quản lý, các nhà khoa học, các bác sĩ, cán bộ y tế, các tình nguyện viên và tất cả những ai đang nỗ lực trong công cuộc phòng ngừa, khống chế dịch COVID-19 tại các tỉnh thành đang có dịch trên đất nước Việt Nam cũng như trên toàn thế giới, có đủ duyên lành kiểm soát và khống chế được dịch, hồi hướng cho làn dịch sớm được tiêu trừ hóa giải. Nguyện cho nhân dân Phật tử và thiện nam tín nữ cùng gia đình đã về chùa phát tâm cúng dường, tu tập được tiêu trừ nghiệp chướng, oán kết hóa giải, cát sự kiết tường. Chúng con nguyện hồi hướng cho hết thảy chư hộ pháp, chư thiên, chư thần bảo hộ đàng tràng, cùng các chúng vong linh hữu duyên với tăng ni Phật tử tu tập tại chùa, nương công đức này sớm được pháp của Phật, tăng trưởng công đức Bồ đề, công hành ba la mật, bảo hộ cho hết thảy chúng sinh biết bỏ ác làm lành, tu theo chính đạo. Nguyện cho tất cả đều được kết duyên pháp lữ, cùng nhau tu hành trong chính pháp của các đấng Như Lai cho đến ngày thành tựu quả vị vô thượng Bồ đề. Khắp nguyện âm siêu dương thới, pháp giới chúng sinh tình giữ vô tình, đồng trọn thành Phật đạo. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Công phu công đức có bao nhiêu à, con xin lấy đó hồi hướng về. Nguyện khắp pháp giới các chúng sinh à, thầy đều thể nhập vô sinh nhận. Nguyện tiêu ba chướng sạch phiền não à, nguyện đường trí tuệ thật sáng ngời. Nguyện các tội chướng thầy tiêu trừ, đời đời thương hành Bồ Tát đạo. Nguyện đem công đức tu hành này tràn rãi mười phương khắp tất cả, hết thầy chúng con cùng các loài đồng được lên ngôi vô thượng giác. Từ quý Phật ơi, nguyện cho chúng sinh ơi, hiểu thấu đạo lớn ơi, pháp tâm vô thượng. Từ quý pháp nơi nguyện cho chúng sinh nơi thâm nhập kinh tạng nơi trí
tuệ như biển. Từ quý y tăng ơi, nguyện cho chúng sinh ơi quản lý đại chúng ơi hết thầy không ngại. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể quý Phật tử cùng bà con nhân dân, thời khóa buổi sáng ngày hôm nay là thời khóa tụng kinh. Các thời khóa tiếp theo, quý Phật tử và bà con nhân dân tu tập theo các chương trình được đăng tải trên website. Chúc quý Phật tử cùng bà con nhân dân cùng với gia đình tinh tấn tu tập, gặt hái được nhiều lợi ích, an vui và hạnh phúc. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Giờ này, thời khóa tụng kinh chương trình tu khuyến phát tâm Bồ Đề đã kết thúc viên mãn. Chúng con một lòng thành kính cảm niệm và tri ân ân đức trên chư tôn Đức Tăng Ni. Chúng con xin thành kính cung tiễn chư tôn Đức Tăng Ni hồi quy Tăng Ni xá. Thỉnh đại chúng đồng niệm hồng danh Đức Phật để cung tiễn quý Ngài. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử và các bạn, xin tùy hỷ và tán thán quý Phật tử và các bạn đã hướng tâm tu tập theo chương trình. Các chương trình ngày 19 tháng 6 sẽ được phát trực tiếp trên các kênh website chùabavang.com, thầythíchtrúctháiminh.com, YouTube Chùa Ba Vàng, Thầy Thích Trúc Thái Minh. Kính mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi. Chúc quý Phật tử và các bạn hoan hỷ tinh tấn tu học, được nhiều phúc lạc. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.